Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn nữ tuổi Đinh Sửu. Chúc các bạn có một năm bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Đinh Sửu của mình trong năm Quý Mão 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho tuổi Đinh Sửu 1997, nữ mạng Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu 1997 là 27 tuổi âm lịch và 26 tuổi dương lịch xét về ngũ hành, thiên can và địa chi. Xét về ngũ hành, các bạn nữ tuổi Đinh Sửu mệnh Giản Hạ Thủy, gặp năm Kim Bạch Kim tương sinh, rất tốt. Chủ về công việc làm ăn tuy có thay đổi nhưng được quý nhân phù trợ. Có hỷ tín như cưới hỏi hay thêm người thêm của. Xét về thiên can, Đinh gặp Quý tương khắc, xấu. Chủ về có sự thay đổi, khá vất vả lúc ban đầu khởi nghiệp hoặc đổi vị trí công việc mới, nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt kết quả tốt. Xét về địa chi, Sửu gặp năm Mão, chủ về bình hòa. Chỉ công việc bình ổn, kinh doanh buôn bán có ra có vào, tài lộc đủ ăn, đủ tiêu kiếm được tiền nhưng cũng chi tiêu nhiều. Đánh giá về sự tương quan Can chi, ngũ hành. Có thể thấy, đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu, trong năm Quý Mão 2023, vận trình có dấu hiệu về sự thay đổi, trước khó sau thuận, có người giúp đỡ, nhân duyên gia đạo cát lành. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, tuổi đinh sửu 1997, nữ mạng bị sao thủy diệu chiếu mệnh, sao thủy diệu có hai mặt, trong đó vừa mang đến tài lộc vừa có thể mang lại nhiều điều không may cho một số người, vận hạn, hạn toán tận. Người gặp hạn toán tận, thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích kẻ xấu hãm hại, những người kém về phúc đức có thể vong mạng. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi đinh sửu, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu có vận trình sự nghiệp tương đối tốt. Dưới sự ảnh hưởng của sao Thanh Long, Thiên Phúc cùng với sao Thủy Diệu chiếu mệnh sẽ giúp cho vận trình sự nghiệp của bạn gặp nhiều thuận lợi và bạn càng lạc quan thì sự nghiệp của bạn càng phát triển trong năm nay. Các bạn nữ tuổi Đinh Sửu hãy biết vận dụng triệt để các sao Phước Lộc Tinh để thúc đẩy vận trình sự nghiệp của mình phát triển mạnh mẽ, tăng cường may mắn cho mình trong năm này với các bạn nữ tuổi đinh sửu sẽ có cơ hội gặp được quý nhân nhất là đối với những bạn làm ở văn phòng môi trường công sở lại càng có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình bạn dễ được những người lớn tuổi đi trước ở cấp cao hơn quan tâm nâng đỡ cho nên bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để tăng tài tiến lộc thăng quan tiến trước trong năm này đặc biệt đối với các bạn nữ tuổi đinh sửu trong năm này sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp nếu như bạn đang ấp ủ ý định khởi nghiệp cũng khá phù hợp để bắt đầu tuy nhiên nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ thăm dò thị trường một thời gian sau đó mở rộng cũng chưa muộn cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao và an toàn dưới sự trợ giúp của các cát tinh đối với những ai đang tìm việc mới hay xin việc cũng có rất nhiều cơ hội trong năm này nếu như bạn nắm bắt được bạn sẽ có được nhiều sự bứt phá những bạn làm bên lĩnh vực đầu tư kinh doanh cũng có nhiều cơ hội xuất hiện chỉ cần bạn thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá chính xác Tuy nhiên, đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu đang còn trẻ tuổi, dù có vận số trong năm tốt nhưng không nên kiêu ngạo tự phụ, bạn cần phải biết khiêm tốn, lắng nghe tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là những người lãnh đạo tiền bối đi trước có nhiều kinh nghiệm. Đầu năm, bạn nên siêng năng đi chùa, chăm phóng sinh, làm nhiều việc thiện để thành công trong sự nghiệp công thành danh toại, gia đình thịnh vượng, phát tài phát lộc hơn nữa. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Sửu, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu, về vận trình tài lộc cũng tương đối lạc quan. Với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu trong năm này, tài lộc của bạn là do sự nghiệp thúc đẩy, cho nên bạn có nguồn thu nhập rất ổn định và có nhiều dấu hiệu khởi vượng. Tuy nhiên, để nói về tài lộc có được sự đột phá thì chưa thể đạt được. Các nguồn thu vẫn chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm gặp nhiều may mắn, mua may bán đắt nên không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong năm này, về cơ bản công việc của các bạn nữ tuổi đinh sửu diễn tiến khá suôn sẻ, kéo theo tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và trở ngại, đòi hỏi bạn phải thực sự nỗ lực và nghiêm túc phấn đấu hơn nữa. Tiền bạc trong năm có ra có vào, chi tiêu cũng khá thoải mái, tuy nhiên chưa đến mức quá dư giả. Tuy nhiên, trong năm này đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu cũng cần đặc biệt chú ý sự đe dọa của hạn toán tận làm cho bạn sẽ mất tiền bạc tài sản mà không dự tính trước được. Theo đó, với bạn nữ tuổi Đinh Sửu, việc tích lũy tài sản tiết kiệm sẽ giúp cho bạn cảm thấy an tâm hơn. Đồng thời, cũng nên biết cách quản lý về tài chính, có kế hoạch trong việc sử dụng và quản lý tiền bạc, hạn chế tiêu pha vào các việc không quá cần thiết như săn hàng hiệu, mua đồ xa xỉ, đi du lịch tốn kém, hao tốn về tài lộc. Xét về phương diện tình cảm của tuổi đinh sửu, nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Về vận trình tình cảm của các bạn nữ tuổi đinh sửu trong năm này, có vận trình tình cảm tương đối lạc quan. Năm này, đối với các bạn nữ đang còn độc thân, chuyện tình cảm sẽ có nhiều dấu hiệu tốt, bạn có nhiều cơ hội để gặp gỡ, kết giao với nhiều người khác phái. Với các bạn nữ tuổi đinh sửu, trong năm này được xem là năm tốt để cho các bạn đang còn độc thân, thành ra lập thất, nhiều bạn may mắn sẽ bén duyên và kết hôn trong năm này có nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp bạn hãy chân thành tự tin bày tỏ cảm xúc của mình nếu đang thầm cảm mến một chàng trai nào đó hãy chờ cơ hội thích hợp nhất và đặc biệt là khi cả hai đã thấu hiểu dành những tình cảm đặc biệt cho nhau những người đã có gia đình nên chú ý đến những chuyển biến trong mối quan hệ vợ chồng trong cuộc sống hôn nhân gia đình có thể xảy ra một số xích mích mâu thuẫn giữa vợ và chồng khi có xích mích xảy ra cả hai người nên biết nhường nhịn, chủ động ngồi xuống, chia sẻ tâm sự mọi chuyện với nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, gia đình hòa thuận, hạnh phúc vui vẻ. Rất có thể đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu sẽ đón tin vui, chào đón thiên thần nhỏ bé. Sinh con trong năm nay, mẹ bé khỏe mạnh, con yêu chào đời thông minh ngoan ngoãn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Sửu, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 theo tử vi cho thấy, bước sang năm quý mão 2023, về phương diện sức khỏe của các bạn nữ tuổi đinh sửu lại không mấy khả quan. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, sự tác động của hạn toán tận, làm cho các bạn có thể gặp nhiều xui xẻo, sức khỏe của bạn rất đáng lo ngại, thường xuyên gặp phải những chuyện thị phi, và có những đợt ốm vặt cảm gió khi giao mùa, cơ thể thường xuyên khó chịu. Trong năm này, dù với các bạn nữ tuổi đinh sửu, không bị tác động của hạn thái tuế. Nhưng với bạn vẫn bị hung tinh thiên cầu và điếu khách chiếu vào mặt sức khỏe và phương diện xã hội trong cuộc sống hàng ngày bạn nên chú ý cẩn thận hơn với thế giới xung quanh mình đồ vật xung quanh mình bởi gặp đại hạn toán tận không nhẹ thì nặng chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến đi chơi đi ngoài đường nên hết sức cẩn thận dễ gặp cướp bóc tai nạn va quẹt xe cộ đuối nước và các thảm họa tự nhiên nhân tạo đều có khả năng xảy ra đe dọa trực tiếp đến tính mạng do vậy với các bạn nữ tuổi đinh sửu trong năm này cần phải hết sức cẩn thận đừng để sao hung tinh gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân đặc biệt thầy gia cát khuyên các bạn nữ tuổi đinh sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn ngày giờ xuất hành tuổi sông đất tốt cho tuổi đinh sửu nữ mạng trong năm quý mão 2023 số của tuổi đinh sửu nữ mạng hợp với giờ chẵn ngày lẻ và tháng chẵn bạn cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hồn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi đinh sửu, nữ mạng. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương hướng xuất hành tốt cho tuổi đinh sửu, nữ mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày thì thần và tài thần hướng tây nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Đinh Sửu, nữ mạng tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Đinh Sửu, nữ mạng Xuất hành theo hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với tuổi đinh sửu, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi đinh sửu. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi đinh sửu, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Điều này được lý giải như sau mệnh của tuổi giáng hạ thủy gặp tang đố mộc tương sinh rất tốt thiên can đinh gặp nhâm tương sinh rất tốt địa chi sửu gặp tý nhị hợp rất tốt cung thiên y mệnh của năm tương sinh rất tốt ngoài ra gia chủ tuổi đinh sửu nữ mạng trong năm quý mão 2023 cũng có thể chọn tuổi tân dậu 1981 để sông đất tử vi tuổi đinh sửu nữ mạng năm 2023 có phạm tam tai hoàng ốc kim lâu thái tuế không tam tai năm 2023, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, phạm hoang ốc tam địa sát. Các bạn nữ tuổi đinh sửu, không nên xây nhà, sửa nhà. Nếu làm nhà sẽ mắc nhiều bệnh tật. Tuổi kim lâu năm 2023, không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Trong năm quý mão 2023, tuổi đinh sửu 1997, nữ mạng cần đặc biệt chú ý tới hạn toán tận và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn toán tận đối với tuổi đinh sửu, nữ mạng. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau, hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích kẻ xấu hãm hại, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn thiệt hại nặng nề về tài sản tiền bạc sức khỏe tai nạn bất ngờ có thể xảy ra các bạn nữ tuổi đinh sửu trong năm này cần đặc biệt chú ý năm điều sau đây cần kiên cữ để vượt qua hạn toán tận thứ nhất tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường dù cho là đi làm ăn đi chơi đi du lịch hay bất cứ đâu thứ hai trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau rồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Các bạn nữ tuổi đinh sửu, trong năm quý mão 2023, bị sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu, còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao thủy diệu là phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỉ, không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh, nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng của tuổi Đinh Sửu 1997, nữ mạng, trong năm 2023 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng. Tháng 1 âm lịch này, đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu được dự báo sẽ gặp khá nhiều may mắn, bạn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của bạn tương đối cao trong tháng này với các bạn nữ tuổi đinh sửu tháng này có thể gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì quà tết quà tặng từ người thân bạn bè thậm chí là cấp trên của bạn điều này dự báo một năm sẽ có nhiều may mắn đến với bạn trong tháng này đối với các bạn nữ tuổi đinh sửu bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng về tinh thần chiến đấu niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với tuổi đinh sửu 1997, nữ mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, đối với các bạn nữ tuổi đinh sửu, về phương diện tài lộc của bạn vẫn giữ ở mức trung bình, hầu hết tình trạng công việc của bạn vẫn trong tầm kiểm soát sức khỏe tháng này không tốt. Bị ảnh hưởng bởi dư âm của Tết nên nhiều người sống quá thoải mái, lười vận động. Chế độ ăn uống nhiều đồ chiên rán, thịt cá, nên sinh ra nóng trong, nhiệt miệng, dạ dày. Với bạn tuổi đinh sửu nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, uống nhiều nước, cố gắng ăn nhiều rau củ quả, không ăn vặt và đồ ăn nhanh để không làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với tuổi đinh sửu 1997, nữ mạng bước sang tháng 3 âm lịch về tình hình sức khỏe của các bạn nữ tuổi đinh sửu không được lý tưởng cho lắm dưới sự tấn công của sao hung tinh điếu khách tang môn làm cho bạn dễ bị tai nạn chảy máu và bị thương trong tháng này ngay cả những công việc quen thuộc thường ngày cũng có thể làm cho bạn bị chảy xớt tay chân đặc biệt một số người làm công việc hay đi trên đường rất dễ bị tai nạn vì vậy với bạn tuổi sửu nên chú ý an toàn cho bản thân mình nhất là khi tham gia giao thông và đi lại để cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến Vận trình tháng Tư âm lịch 2023 đối với tuổi Đinh Sửu 1997, nữ mạng các bạn nữ tuổi Đinh Sửu có vận trình tài lộc tương đối khả quan trong tháng Tư âm lịch này. Ngũ hành Tam hợp mang tới cho các bạn nữ tuổi Đinh Sửu một tháng nhiều may mắn, công việc thuận lợi, bạn nhận được sự quan tâm của cấp trên, có cơ hội được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng để thể hiện tài năng của mình, theo đó mà tài lộc của bạn không ngừng tăng lên những bạn làm kinh doanh buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi bạn có cơ hội gặp được khách hàng tiềm năng đối tác đáng tin cậy bạn có thể mở rộng về quy mô kinh doanh trong tháng này để tăng lợi nhuận cho cả đôi bên tuy nhiên do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết điều này làm cho sức khỏe của mình không tốt cho lắm tháng này dù đi chơi đi du lịch hay làm bất cứ công việc gì nên tránh đi qua sông qua đò trên biển kẻo lại gây nguy hại tới bản thân tóm lại trong tháng này bạn cần quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với tuổi đinh sửu 1997, nữ mạng bước sang tháng 5 âm lịch, đối với các bạn nữ tuổi đinh sửu đang có điểm báo vận trình tài lộc bị tổn hao. Bạn gặp tháng sửu ngọ tương phá, có nguy cơ bị lừa đảo khi đầu tư, không nên tin người thái quá, rất dễ hao tiền tốn của, cố gắng đụng chạm tài chính càng ít càng tốt nếu không cần thiết tránh những tổn thất không đáng có do bị lừa gạt. Ngoài ra công việc của các bạn nữ tuổi đinh sửu cũng nên chú ý tập trung hơn, tránh lơ là, sao nhã, dẫn đến sai sót không đáng có, lại bị cấp trên nhắc nhở, không tốt cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với tuổi đinh sửu 1997, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, vận trình của các bạn nữ tuổi đinh sửu, có nhiều sự biến động, nhất là về sự nghiệp, nên chuẩn bị tốt về tinh thần và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến tài chính thì bạn lại càng cần phải cẩn thận hơn, tháng này cũng không thích hợp để quyết định những vấn đề quan trọng. Về phương diện tình cảm của các bạn nữ tuổi Đinh Sửu lại khá tốt, người đã lập gia đình rồi thì vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình êm đẹp. Người đang còn độc thân cũng nhìn nhận về tình cảm khá tích cực, cơ hội gặp được một nửa của mình cũng rất cao. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 đối với tuổi Đinh Sửu 1997, nữ mạng Bước sang tháng 7 âm lịch tử vi cho thấy, về phương diện sức khỏe của các bạn nữ tuổi Đinh Sửu giảm sút đáng kể. Do bị tác động của hung tinh Thiên Không và ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, một số người có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, cơ thể thường mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, bệnh về huyết áp, điều này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Sức khỏe không tốt dẫn tới không thể làm tốt công việc, việc kinh doanh không đưa ra được sáng kiến, quyết định thiếu đi sự chính xác, gặp nhiều khó khăn, dẫn tới thất bại. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 đối với tuổi Đinh Sửu 1997, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, các bạn nữ tuổi Đinh Sửu, vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Được sự trợ giúp của các tinh thanh long thiên phúc, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tay. Với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu đang phát huy tốt những khả năng của mình. Điều này sẽ giúp cho tài lộc không ngừng khởi sắc, bạn cũng rất may mắn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ cách quản lý tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên, mặc dù tháng này đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu phát triển rất tốt nhưng cũng không nên chi tiêu quá tay cho những thứ không cần thiết nếu không sẽ dễ làm hao tán tài lộc. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 đối với tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu, bị các sao hung tinh không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe và tài lộc của bạn mà ngay cả sự nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng đáng kể trong công việc có thể gặp phải những rắc rối, khối lượng công việc tăng cao, điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực hơn, và làm cho bạn có cảm giác khó chịu. Ngoài ra, tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết trường mực hài hòa hơn. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với tuổi đinh sửu 1997, nữ mạng. Sang tháng 10 âm lịch, các bạn nữ tuổi đinh sửu có vận trình tài lộc khá tốt tại thời điểm này mối quan hệ xã giao được cải thiện công việc cũng tương đối dễ dàng bạn có nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân và gia đình về tình cảm của bạn trong tháng này cũng rất tốt các cát tinh thiên hỷ thiên phúc xuất hiện thông qua giao tiếp hàng ngày bạn có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm đối với những bạn đang còn độc thân đào hoa khởi vượng bạn có cơ hội gặp được nhân duyên như ý biết nắm bắt có thể sẽ kết hôn trong năm này Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, trong tháng này cũng rất thuận lợi, lợi nhuận thu về không ít khiến cho hầu bao của bạn không ngừng tăng lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 đối với tuổi Đinh Sửu 1997, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, khối lượng công việc của các bạn nữ tuổi Đinh Sửu tăng lên đáng kể, dù bận rộn nhiều công việc nhưng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, công việc đều có sự lạc quan và cho kết quả tốt, với bạn có thể yên tâm hơn về công việc của mình. Trong tháng này đối với những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan. Nhìn chung, tháng này đối với các bạn nữ tuổi Đinh Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, các bạn thu được không ít tài lộc về cho mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 đối với tuổi Đinh Sửu 1997, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, tài lộc của các bạn nữ tuổi Đinh Sửu có phần giảm sút hơn so với tháng trước tháng này gặp thái tuế án ngữ lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm một số bạn có thể bắt đầu chuẩn bị hàng tết đòi hỏi bạn phải chi ra một khoản tiền kha khá điều này cũng ảnh hưởng đến hầu bao của mình tuy nhiên với các bạn nữ tuổi đinh sửu công việc và sự nghiệp đang có được sự thuận lợi bạn là người siêng năng chăm chỉ không ngừng cố gắng cho nên vận may về tiền bạc cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng với bạn tuổi Đinh Sửu trong tháng này cũng nên chú ý hơn khi mua sắm đồ Tết, không nên quá xa hoa, lãng phí hay lấy quá nhiều hàng hóa, nếu không có thể làm tài vận của mình bị suy yếu. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Đinh Sửu 1997, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.